đó ông thì sẽ là như này ông nhá. Đấy, làm như thế này nhá. Thế gồm là bốn cánh. Đây, cửa của ông thì sẽ làm như thế này các bác này. Và rồi thì cũng gửi. Sẽ bật mí cho các bác một chút là hai chị sẽ tiếp tục là dành tặng thêm là cho ông là một cái mái hiên. Cái mái hiên ở đây thì hiện tại là anh Quang đang đo thì không biết là tầm bao nhiêu thì nó hợp anh. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Anh thấy cái quả đường thế nào anh? Hết được chấm à? Nhà còn đi bộ là một đoạn nó tít dưới kia anh ạ. Và chắc là anh để xe lên trên này một tí anh. Cái đoạn này tiếng tả lý âm ấy, tí sợ nó rơi xuống dưới. Nhưng mà liệu tí xe có xe jam của anh, liệu là tí có lên được đường này không anh? Hai người ấy. Được. Hôm nay thì lại tiếp tục là cùng đội thợ cơ khí để mà đồng hành là làm cửa dưới nhà là hai ông cháu của bác ạ. Bây giờ thì mấy anh em sẽ đi xuống đấy. Đội thợ của anh thì đi rất là xa các bác ạ, lặn lội và từ dưới huyện lên. Không biết là thời tiết là ở dưới xuôi là các bác như thế nào rồi, nhưng mà thời tiết ở trên Hà Giang thì bắt đầu là chuyển là lạnh rồi. Buổi sáng sớm lên thì còn khoác trên mình là những cái áo ấm rồi. Cái mùa đông năm nay nếu như mà có cô bác nào mà hỗ trợ được là cháu lực về cái phần áo ấm để cho các bạn nhỏ trên vùng cao thì rất là tuyệt vời. Đi bình thường mà anh, tít đâu. Đang đi gặt lúa đấy. Các anh thì có vẻ như là thấy đường là đi xa quá đấy các bác. Cả không tưởng tượng được rằng là dưới này là có một cái ngôi nhà xây. Hôm qua thì cũng đã bảo với lại ông rồi, và hôm nay thì có hẹn với lại là đội thợ cơ khí để mà lên là đo cửa. Anh biết đường này trước vận chuyển vật liệu là như nào không anh? Ôi, ông lấy cỏ xong chưa ông? À, ông lấy đủ bó chưa? Ông lấy đủ bó chưa? Được rồi à, để ông các chị nhá. Hôm qua thì cháu bảo với ông ấy, hôm nay thì có anh em cơ khí là lên là để mà đo cửa, thì bây giờ ông vác cỏ là đi về ông nhá. Xem chỗ này là cũng là ông lấy hết à? Vâng, chắc là phải làm thêm chuyến nữa đấy ông nhỉ. Đấy, ông là vác đi sâu một tí ông nhá. Nhưng mà bây giờ ông cháu đi xuống đấy đợi nhá. Vác kia một tí là lấy sau không ạ? Có chó đấy các bác, thành ra là cháu lực là phải đi trước này. Các cô các chú thì ra bên này rồi. Chuẩn bị lấy cỏ à chú? Cô? Mà một cháu mới, có chứ mày nào? Hay chó của nhà ông thì khá là hiền của các nhá. Mấy anh em thợ thì mới lên có lần đầu thôi, nhưng mà không hề sủa một chút nào cả.
ong thì đi sau một chút. Mấy anh em thợ thì ra đường kia, cháu Lực sẽ đi sang phía là đường ở bên này. Làm như thế này nhá. Thế gồm là 4 cánh. Đây, cửa của ông thì sẽ làm như thế này của bác này. Vừa rồi thì cũng gửi cho anh Quang để xem. Cái cửa là 2m thì đáng lẽ ra là chê đều thì nó nhìn nó ấy hơn, nhưng mà cùng với lại là anh Quang thì cũng đã nói rồi là cửa bên này thì sẽ nhỏ hơn hai phía bên hông ấy. Cái cửa sổ đấy, cửa sổ đấy anh làm cho cái cửa mùa nhé. Rồi không mở ra nước, mở ra thì vướng ở đâu vướng ấy. Người đi qua vướng, lựa chọn là cái cửa lùa. Mẫu hai cái to, hai cái nhỏ là cái này đẹp này. À vâng. Cửa này là bao nhiêu mét đây chỗ này? Rộng hơn 2 mét thì. Hơn 2 mét à? Cái cửa này của em thì có 2 mét thôi. Vẫn được hết. Được hết đúng không? Nhưng mà hai cái bên này là cho nó nhỏ hơn là nhiều. Đây nó nhỏ hơn, đây là hai cánh nhỏ hơn hai cánh này. Đây này. Kính. Hai cánh bên nó sẽ nhỏ hơn luôn đấy. Ở giữa thì mới đi chỗ đi lại ở giữa thì nó rộng được. Nó mình cần thì mình mở hết được ra. Nó từ gỗ, nó từ nhôm. Nhôm không ạ? Đợt này cửa nhôm mình sẽ không làm màu như ở trên nhà hai anh em Hải Sử đúng không? Là làm màu đen luôn. Cà phê. À, đây là một cà phê ấy. Phê. Nhưng mà cái cửa sổ này, cửa bên đây nó nhỏ quá thì mình có để kính không? Không, đừng cho kính nhỏ, nó bí. Nó không khóa nhà nữa, kể đó. Bây giờ nó kín mít hết vào thì ở trong nhà không có đường đó vào thì bí nhà bí. Trong nhà hiện tại là luôn khóa thì các bác này, chỉ có là phòng là khách lại là thêm một nhà vệ sinh là có luôn khóa luôn. Còn là như phòng ngủ của cái thì không có luôn khóa luôn. Còn như bên này nếu mà trước mà để có khóa thì nó nhìn nó xấu quá. Tầm là mình đo này thì tầm độ quần quá không anh? Quần đây. Hay thì là để mà gửi số liệu cho mấy em thợ thì cũng gửi được cho các bác, nhưng mà ở trong quá trình mà mình gửi nếu mà sai sót cái nào là thiếu là lúc đấy là sửa, nên là không ai sửa được nữa khi mà cắt nhôm cắt kính ra ấy. Cái buổi sáng này là ông đi lấy được cỏ, mới cỏ đây à? Bây giờ bắt tay về à. Cái cỏ xong đấy. À, ông ấy đang chuẩn bị cây để mà làm làm một cái chuồng trâu các bác ạ. À, ông vừa mua được gió hay sao ấy nhỉ? Còn đi tặng. Hôm qua là họ tặng được gió à? Ở đây đúng không? À, cái lọ gió là Phật Linh trước cháu trả cho ông hai lọ đấy, đúng không? Đây ạ. À. Có hàng này. Giá ở trên, giá ở phòng. Hôm qua là ông đi sáng là cũng được ít phần quà nhỉ ông ạ. Một kim chi. Cái sổ. Luộc.
các anh một người đo một người là cái này không ở trong là hoàn toàn là kín hết đây nhỉ? Đúng không? Nói là tiền ở ngoài nó là vô công tác. Thì trước cận của nhà em sửa cái cửa này là một phần nó là nhôm hoàn toàn, nhưng mà đợt này sẽ không làm nữa, làm bằng kính. Sẽ có rất là nhiều các bác sẽ nói rằng là để kính nhiều các bác thì sẽ bị vỡ, nhưng mà nếu mà không để kính thì không có nó không có ánh sáng là nhiều cả, và cái mẫu làm bằng kính thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, thì cũng rất là mong là các bác là khi mà các bác có ý, các bác lại nhận xét là xem là những cái mẫu nhà khác người ta làm người ta có định tính hay không. Hôm nay thì vào đóng cửa đi, hôm nay một tuần nữa là lắp cửa đúng không ạ? Các anh làm rất là lâu năm rồi, thì ra là những cái cửa tiếp này các anh đo là rất là nhanh. Đây thì gọi là số ít được không ạ? Còn là có những ngôi, ở đây thì có những ngôi nhà là mà đi đo cửa là đo cả sáng anh. Nhiều chứ. Mười mấy năm trong nghề rồi, ít đâu. Anh là được là bao nhiêu năm rồi, bây giờ? 15 năm á. Còn nhiều thế này. Nhưng mà cho kính là kính cái cổng cửa này nó không cho cửa đúng không? Ừ. Rồi bên cửa. Và trong mỗi ba cái cửa phòng ngủ này là nó là loại kính trắng sữa. Trắng sữa đúng không? Trắng cửa bức tường này. Vâng, ba cái cổng này. Đây là cửa phòng làm được. Nhiên trên đầu thì nó vào vào đó. Cái cửa phòng bóng thì sẽ như thế này, hôm nay sẽ nó bóng rồi đó. Bên đây chứ đây là cái cửa mà không đây trong vệ sinh của phòng. Đây là cửa trong phòng ngủ nhé. Trong các phòng ngủ này, phòng nhà vệ sinh này. Đấy, còn mỗi cái cửa bên ngoài này nó là khác này. Thế còn là như mẫu cửa nhà ông thì trong phòng sẽ như thế này các bác này, còn cửa phụ ấy. Đang cho cái nhà thợ đo thêm cái chỗ mà để nấu ăn ở đây. Đấy. Để sau này ông là để những cái đồ đạc ở đây thì ông kẹp, ông là dùng tủ đóng lại thì nó sẽ gọn gàng luôn ạ. Làm bên trên này này các bác, nhưng mà bên này thì sau khi mà để hai cái ghế ở đây này, để hai ghế ở đây thì không có chỗ mà cất ghế cho nên là không làm nữa, thay đổi lại. Mấy thứ bận.
Nhưng mà nếu bạn theo theo anh ở dưới này làm cái chạm bát ở cái dưới này thì liệu là có mở mua được chứ? Chạm bát chạm nắm lên lên chạm hai tầng, chạm hai tầng cao khoảng 5 tầng. Cái này anh cứ đo cho em tiền là cái chạm bát, đo cái chạm bát thì nếu mà em đã bảo anh thì anh làm nhé. Ừ, làm lại thôi. Cái hai là được rồi, nó bắt bên này này. Không, nó bắt ở bên này. Đây, cái chặn gì đây thôi. Tôi lấy vào cái nước mình rửa bát không rơi thẳng lên luôn. Cái hai bên đây rồi. Ôi, anh bắt mà. Cứ chặn nó thì là, từ nó là một cái hai. Đây là 35 phân, đang đây. Rửa bát không vào đây. Là 1 mét được. Tầm 1 mét thôi, 1 mét thôi, dài lắm. Cái này em định là chính là làm cái ngăn tủ và để mà làm chữ N rồi. Anh thuộc lại như nào? Đây, lúc này nó phải đến đây thì cái nước của bát mình múc ở đây nó rơi lên. Thì là vừa đẹp, cũng đẹp cái form này. Chả nắng quá thì nhìn nó lại không có tốt để. Thế anh cứ lo cho em là cái đấy, lo, anh lo số liệu là nếu mà em bảo anh làm thì em làm luôn. Thì nó phải lên. Tất cả. Làm đấy. Ừ. Đối tài. Đó là hôm nay là đo xong cái cửa đúng không anh? Anh đo cửa đâu đó là vòng vẹn tầm độ là 30 phút được bác. Thế mà để mà các anh di chuyển là một cái khoảng thời gian mà khoảng đường nó rất là xa. Bây giờ thì là bắt đầu là lóc cóc là đi bộ lên trên núi lại đi xe máy lại đi vào huyện. Thế nhỉ anh ở hôm nay á? Đây là đi vào rồi lốp nữa là như nào anh? Máy tôn à? Là máy như thế nào? Anh giúp cả cái nhà mấy tầng cũng được à? Anh là dựng như ở nhà nhà sắt thiết cấu anh dựng đúng không? Nhà ghép này kia là anh làm được hết đúng không? Đúng. Anh luôn sắt thiết cấu kính. Em nghe chị ơi. Dạ chị ơi, chào ạ. Em vừa à, thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực cũng điện cho thêm là hai chị là Nguyệt Thúy. Thì chị cũng có góp ý kiến thêm để mà Huyền hoàn thiện cho ngôi nhà của hai ông cháu. Thì ông thì chắc là vừa rồi nghe cái cuộc gọi điện thoại thì ông có thấy là hai chị bảo làm thêm cái gì không? Có. Có à? Đấy, vừa rồi giờ thì cháu Lực sẽ bật mí cho các bác một chút là hai chị sẽ tiếp tục là dành tặng thêm là cho ông là một cái mái hiên. Cái mái hiên ở đây thì hiện tại là anh Quang đang đo thì không biết là tầm bao nhiêu thì nó hợp anh. Đấy, nó phải tầm 3 mét. Tầm 3 mét nhưng à? Mà này thì nó không, nước và... không rơi, nó không hỏng cái kè này. Vâng, nhưng mà vừa rồi thì anh chị có bảo là làm thêm máng hết rồi anh nhỉ? Có. Máng anh đo rồi. Vâng, máng là cả đằng trước, cả đằng sau là có hết máng của bác nhé. Vâng. Điện đây có hàn được không? Điện có chứ anh? Hàn được thì. Hàn được mà. Ừ. Anh sợ bớt không hàn được thôi. Điện đây thì hàn được. Không mà anh bảo bác mới mát ra cái máy phát lên thì cũng... 80 cân đấy. Cũng vất vả nhỉ? Nếu mà xe máy nó đến tận nơi thì không sao, nhưng mà đằng này thì xe máy lại không đến tận nơi. Cái này thì theo anh thì là mình làm tôn xốp thì hay là tôn kia thì nó hợp lý hơn? Tôn xốp thì nó đỡ ổn mà. Xốp nó đỡ ổn đúng không? Nhưng cái tôn kia thì nó hơi nóng. Nó hơi nóng nhưng mà cái ổn. Phần cái mái hiên này thì để mà, nhưng mà thường thường là người ta làm mà bằng nó tùy điều kiện. Tùy. Mình phải hỏi mấy cái chị kia là tôn nào. Thế thì để anh đo số liệu mày... Thế anh cứ đo số liệu đi, xong mà cái phần tôn thì để em tham khảo. Em hỏi thêm ý kiến của hai chị xem là lựa chọn là cái tôn xốp này hay là lấy tôn thường. Em nghe ơi. Dạ. Đấy, vừa rồi thì các anh cũng đã đo là lấy số liệu cửa này và tất cả là mọi cái là đầy đủ thôi các bác ạ. Đấy, bây giờ thì các anh cũng sẽ phải là di chuyển là đi về, tại vì là cái quãng đường các anh đi thì xa quá. Đấy, còn là về ở trong các bác nhé, ở trong thì một tí là phát sinh thêm cái gì thì cháu Lực với lại ông thì sẽ đi cập nhật lại thêm cho các bác là cùng biết là hôm nay thì mà anh em đi vào là ngoài cái việc mà đo cửa thì là còn phát sinh thêm là những cái gì nữa không. Ở đây thì cái phần cửa của bác nhé, cửa sổ này với lại cửa chính này thì là nó nằm ở trong cái phần tiền quý của cháu Lực là cầm rồi. Còn là những cái phát sinh thì là sẽ được thêm là hai chị Đặng Nguyệt Thúy là hỗ trợ thêm. Để cũng qua cái video này thì cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới hai chị Đặng Nguyệt Thúy rất là nhiều. Cảm ơn thời gian qua hai chị Đặng Nguyệt Thúy đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực để mà giúp đỡ cho hai ông cháu. Thời gian này thì là bé Mạnh đã đi học là nhiều hơn.
Thành ra là mỗi cái video mà cháu được chia sẻ lên ấy, thì không có sự xuất hiện của bé Mạnh là nhiều cả. Đấy, vì cái tương lai của bé Mạnh là còn xa cho nên là em mới phải là đi học xa ông. Đấy, nếu mà làm cái mái hiên ra như này thì sau này là nếu mà đông khách quá là có thể là ăn cơm được ở đây ông nhỉ? Nhưng mà ông ở đây thích không? Nhưng mà bảo là có thêm mái hiên nữa. Thích rồi đúng không? Nếu mà thật đúng rồi, thật sự ra nếu mà bây giờ không có mái hiên đấy các bác ạ, thì cái lượng mờ của nó là làm đến nó đến tầm cái chỗ cầu thang này luôn này. Đấy, rất cầu thang này. Kể cả mình có để dép ở đây thì nó vẫn ướt, mình để dép ở trên này thì nó lại hơi tế nhị một chút rồi. Nên là sau rồi đúng không anh? Thế là một tuần nữa anh em mình gặp nhau anh nhá. Còn có những cái mà thí dụ như nó phát sinh thêm thì em bảo anh. Đấy. Nhưng mà để mà vừa rồi đo đạc hết thì hầu như là cái nào cũng vâng. Ở trong này thì sẽ làm một cái khung mà để inox đi vào trong, là sau này là để ông nhá, để ông để 20, 55. Chảo này, nồi này để vào trong. Vừa anh xem cái tủ này chưa? Đo chưa? Thuốc anh nhìn anh có kích thước của nó có nhà. Kích thước à? Nhưng mà kích thước của nó thì anh phải xem nó có vừa đây không. Mình phải làm đến tầm đến vừa vừa này thì nó mới đẹp đúng không? Đấy. 36 phân đi. À. Hình bếp là phải vẽ ra hình bếp à anh? Đúng rồi, cái gầm ở dưới thì mình biết đây, xong mình biết số liệu ở đây này. Vâng. Bây giờ 55 này, bây giờ 120 này, đấy thì nó dài ra thì là đây 1 tầng, 2 tầng thấy chưa? Vâng. Đấy, thì mình chạy ngang này, vào đây, để úp nồi niêu. Vâng. Cái chân thì mình để lên tầm 5 phân, thì sau này còn, cái này còn được khoảng hơn 40 phân, cái sàn này nữa là ok. Vâng. Mình kính xong, mình chia ra này. Vâng. Đây là 45, 40 rồi, tránh cái chỗ ở đây. Vâng. Số này thì hôm nay anh đo là đến tận đây, là ra bên kia cái chạm bát đấy. Chạm bát là đây, từ đây thôi anh nhỉ? 1 mét. Từ đây 1 mét. Từ 1 mét là vừa. Làm mà nó dài quá thì nó kích thước của nó là đựng được nhiều hơn các bác. Nhưng mà khi mà mình nhìn thì nó lại không hợp. Hay không hợp thành ra là nó không được đẹp, không phù hợp với không phù hợp không gian. Đấy, như lúc đầu thì chị cũng có bảo với cháu Lực là làm thêm cái cửa mà cửa muối đấy, nhưng mà cửa chống muối thì hầu như là bên cháu Lực không nói là bên Việt, không nói là chung là bên Việt Nam, nhưng mà riêng Hà Giang thì chưa có ai dùng cái cửa đấy cả các bác. Thành phố thì có ai dùng không anh? Những chỗ mà mình từng làm là chưa ai dùng đúng không? Cũng sợ muối là con chuột này kia nó vào ấy. Đấy, nhưng mà sau này làm nhà xong ấy, bắt cho một con mèo đúng là chuột nó không. Ok rồi. Đấy. Vâng. Hải và điện anh. Chú Hải á? Chắc là điện giờ lên ngắt chiên đo, đang đo rồi. Chú Hải đang đeo rồi. Anh bảo đang đo rồi. Chắc chú bảo ok đo. Anh bảo là anh bảo anh lên để làm việc trực tiếp với nó. Vâng. À, ôi quên rồi ông ạ. Ông thì nghiện cái món thuốc lào quá. Cái gì không nghiện nữa, nghiện món thuốc lào là nhiều. Chỉ hút. Cái gì không nghiện nữa, nghiện món thuốc lào. Nếu mà ông mà một ngày mà không làm một bi thuốc lào nào thì liệu có chịu được không? Chịu được rồi. Cái để mà cái nãy giờ anh làm mấy bi rồi. Không phải là ông nghiện lâu hơn anh đâu. Để mà món mà nghiện thuốc lào này thì nó rất là khó. Hầu như là nếu mà để mà môn bộ môn là ở Việt Nam ấy, môn võ thuật đấy, là cái món thuốc lào này không thiếu được. Mấy ông Tây từ bên nước ngoài ra thì đúng là gặp mà các anh ở bên Việt Nam cho tầm một bi loại bi nếu cày thì đúng không? Cháu Lực cũng đã từng nhìn thấy là những cái trường hợp mà
các ông ở bên Việt Nam là mồi thuốc cho mấy ông Tây ở bên nước ngoài đấy. Say thế nào? Say cho ngã gục luôn. Ấy, thế là anh hai anh đi về trước nhá. Tầm tuần nữa gặp lại nhá. Tầm tuần nữa gặp lại. Hôm nay đi xuống là cũng không nấu cơm được đấy anh ạ. Để hôm khác anh nhá. Anh các anh thì còn bận đi chỗ khác để mà đo thêm cửa nữa các bác. Thành ra là cũng không có thời gian đâu. Đấy. Đấy. Hôm nay lần này lại tiếp tục là đồng hành là ngôi nhà thứ hai anh nhỉ. Nhưng mà ngôi nhà này nó vất vả hơn đấy. Ngôi nhà này thì để mà nói thì nếu mà lai xe máy cửa từ trên kia xuống thì em nghi là không dám lai mà. Không lai được đâu. Đấy, phải vác bộ hoàn toàn. Vác bộ, phát vác bộ. Đợt này sẽ phải vác nhiều hơn anh nhỉ? Nhiều hơn đợt trước. Tại vì là đợt này là còn cái mái hiên của bác. Đấy thì anh em về cẩn thận trước em nhá. Về trước nhá. Hôm nay xuống thì là hai con chó của nhà ông này của bác này là không sủa, hai anh em thợ một chút nào cả. Không sủa một tí nào nhá. Hàng xóm ở trên này xuống là chó còn sủa quanh quanh quanh. Thế mà dưới này là không sủa. Đây vừa rồi thì mấy anh em thợ thì cũng đã là hoàn thiện đo cái phần cửa rồi các bác ạ. Đấy, đeo cho ông một cái mic nha. Thế buổi sáng hôm nay là ông lấy được mấy cỏ đây à? Cỏ bác mới trông bán. Mấy trông bán từ bên kia về. Dự định mới của ông thì cũng chuẩn bị làm thêm là một cái chuồng trại các bác ạ. Chuồng trại về cái phần chuồng trâu này. Đi xem quần bên kia làm để lâu lắm rồi. Thế còn được không? Còn dùng được không? Chắc được một phần rồi. Thế là còn dùng được một phần thôi à? Thế là cũng đỡ phần nào này ông nhỉ? Trước thì tận dưới đi. Từ thời từ xưa các bác ạ, từ xưa mà khi mà ông được là mẹ của ông là phân chia cho nhà đấy thì cũng được là chia là một số cột nhà ông nhỉ? Được một số cột nhà đấy, nhưng mà do là thứ nhất là trong cái cuộc sống của ông ấy nó gặp quá là nhiều những cái rủi ro. Cái rủi ro với lại là chưa có kinh tế để mà dựng nhà. Thành ra là hai ông cháu là dựng ở đây là một cái ngôi nhà nhỏ để mà ở thôi. Đấy, sau khi mà trong một khoảng 1 năm rời cháu Lực là xuống là chia sẻ về cái hoàn cảnh của ông ấy, thì đến thời điểm hiện tại thì ông thì cũng đã có nhà mới để ở rồi. Ngôi nhà này thì cũng là sẽ là cái ngôi nhà thứ ba ở trên kênh là bản em rồi các bác. Rất là mong là sau khi mà hoàn thiện ngôi nhà của ông thì sẽ có những cái dự án tiếp theo. Là rất là mong là các bác Mạnh Thường Quân là đồng hành cùng cháu Lực để mà giúp đỡ được những hoàn cảnh mà còn khó khăn. Những cái hoàn cảnh nào mà đặc biệt như ông này không có nhà để ở. Ông bác không có nhà để ở thì mới giúp. Thì là mới làm. Còn những cái ngôi nhà nào mà cần sửa sang thì có thể là mình sửa sang. Chứ không nhất thiết là ngôi nhà nào cũng phải là làm cả. Còn về những cái số phận mà mồ côi thì là một cái số phận mồ côi thì nó là một cái gọi là một cái rất là cái thiệt thòi rất là lớn cho những cái hoàn cảnh đó, số phận đó. Kể cả những cái bản thân của ai đặt vào cái vị trí đấy thì là cũng mới biết khi mà mình lớn lên không có người nào mà dạy dỗ mình, kèm cặp mình cả. Thiếu đi sự tình yêu thương của bố mẹ rồi đó là một cái điều là thiệt thòi rất là lớn. Có thể là những cái bữa cơm mình này không có thịt thà để mà ăn nguyên rau thôi, nhưng mà có bố có mẹ thì lúc nào bữa cơm nó cũng thú vị hơn so với lại là những cái bữa cơm mà không còn một người thân nào nữa. Đấy, vừa rồi thì cũng cùng là mấy anh em thợ đấy là chia sẻ lên thì có những cái là phát sinh thêm các bác. Ở đây là phát sinh thêm là hai cái máng này, thêm là một cái tủ bếp này, một cái tủ. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ phải hình vào để mà chỉ cho các bác thì mới biết được. Đấy, hai ông cháu mình ra đây một tí không? Ôi bóng điện này ai bật đeo? Không phải tí tốn điện đâu ấy, ban ngày ấy. Ấy à thợ bóng điện à đây công tác lắp mà đâu à, thành ra là quên mất rồi quá. Đấy, vừa rồi thì là phát sinh thêm là cái này này các bác này, thì nếu như các bác nào ở bên Việt Nam thì vừa rồi thì các bác cũng nghe anh cực khí anh Quang anh ấy đo thì 1 mét là các bác là bao nhiêu rồi. Còn như thế dụ như ở bên nước ngoài thì là còn chưa biết. Ông cầm hộ cháu bên này đấy.
Đấy, ra bên này nhá. Đấy. Cái tủ bếp của ông thì cái chạm bát đấy các bác, cái chạm bát thì sẽ rơi vào tầm độ là 41 feet. 41 feet hay là 41 cái gì ấy các bác. Đấy, nhưng mà đại loại là con số 41. Trên kia thì thấy ghi là 3F5. Ở đây thì sẽ làm cho ông một cái tủ là để ông rửa bát ông để vào này. Để vào thì ở dưới nó sẽ có một cái khay, cái khay mà để ông hứng nước ấy. Lúc nào mà nước nó có thì ông bỏ ra, ông đổ ra đây, ông rửa đi. Đấy, rửa đi xong lại để vào. Đó. Thì là ở trên này là sẽ tủ là tủ 2 tầng và thêm là ở phía bên này nữa. Ở phía bên này thì nó là một cái tủ để mà ông đựng ví dụ như là dầu gió này hay là những cái cuộn băng tay này. Đấy, để ông để đây cho nó gọn nha ông nhá. Đây là xem nào, là sẽ là bao nhiêu này? Là 14. Hay nó sẽ là 14 feet. Ây à. Có vẻ như là hơi nức nức một chút cô bác. Cái keo này thì không còn dùng được này. Ông cất gọn ra kia đi ông. Đấy, lúc nào những cái đồ này đâu này. Những cái đồ ốc vít này này. Đấy. Băng dính như thế là rất là cần thiết đâu ạ. Lúc nào mà ông làm điện á. Cái băng dính đèn này thì nó là chống được điện của bác ạ. Túi bóng về cho vào. Vâng. Ông xem có túi bóng không? Ôi à, túi tre của bản em hết rồi không? Đây ông để túi này này. Đây. Ông ơi, để túi này mới chắc này. Cái này chè phụ này thì đổ đi nhá. Cho khu đê đổ. Đổ đi nhá, chè phụ nữa mà. Đấy, ông để vào túi này mới chắc này. Ở trước mấy anh em làm nhà thì cũng có dành tặng cho mấy anh em một gói chè. Đến sau khi mà làm nhà xong thì cũng hết rồi. Hết sạch rồi. Quét nhà cho ông một chút hôm nọ thì cũng có mua thêm là cái chổi nữa. Này mà lâu nào mà lắp cửa xong là không đi dép vào được không ạ? Là đi trên đất đấy. Còn nếu mà ông ấy thì rửa một cái đôi dép nó sạch cái ông. Chỉ là để nguyên ở đi nguyên ở trong nhà thôi. Đấy. Đến mùa đông thì cái sàn này đi thì cũng rất là lạnh này, cái sàn đấy. Ông không phải dây đâu ông cứ đánh dép vào. Đấy, mấy hôm nữa thì sẽ có cả mái hiên đầy đủ nhà. Đấy, là phát sinh cho thêm là cho ông. Đấy, gạch thì sau khi mà quét dọn xong thì nhìn rất là bóng lộn này. Quét ở trên bàn thái này nữa, một tí lâu quá. Ở đây thì sẽ lực là quét tạm thôi các bác nhá. Đây. Quét tạm để cho nó hết bụi thôi. Đấy, còn hôm nay thì cháu lực cũng đã hoàn cùng làm anh em đội thợ là cực khí đó các bác. Là hoàn đo xong là cái phần là nhà cửa là mọi cái thôi. Còn là có những cái nào mà phát sinh thì cháu lực cũng đã cập nhật lên rồi. Thì ông có lời nào mà muốn chia sẻ tới cho các bác biết không, khi mà tiếp tục là được hai chị là người thí dành tặng thêm là những cái phần mái hiên này, thêm là những cái đồ tủ này kia nữa để ông nhà của ông gọn hơn. Rồi. Chỉ là cảm ơn các chị, hai chị nhà thí với các bác các chị nữa để làm mái hiên cho ông thì ông cũng thích vui vẻ lắm rồi. À. Cảm ơn các chị các em nhé. Mấy hiên mấy hai món nước mưa nữa thì con cũng thích rồi, không biết nói nhiều. Cảm ơn hai chị hai em các bác, mỗi cảm xúc mà rất là lớn các bác ạ. Và ở cái video này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi. Xin cô bác ạ, các bác các chị ạ. Và một lần nữa thì xin cảm ơn các bác đã thời gian vừa qua đồng hành cùng cháu Lực và gửi một lời chúc sức khỏe tới các bác, cô chú, anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Rất là mong là sẽ được sự yêu quý các bác là nhiều hơn. Và mỗi các bác xem thì có thể là cho Lực xin một nút like này, một lần chia sẻ, cộng thêm một lần đăng ký kênh nữa các bác. Còn bây giờ thì hai ông cháu mình
hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Chào các bác. Xin chào các bác.